Hai, xin chào các bác, chào tất cả mọi người. Đây này, view cho bác đúng một siêu phẩm luôn. Một con mang tên là con phi cơ mặt đất các bác nhé. Máy 9.000 BTU, hàng full tính năng. Các bác nhìn nó có to lớn không? Đây các bác nhìn này. Đấy, nhìn khá to lớn luôn. Máy 9.000, hàng full tính năng. Có cái mã rất là dị luôn các bác nhé. Có cái mã rất là dị luôn. Đấy, full tính năng con này lưng nia rộn ràng các bác nhé. Máy 9.000. Đây này, con mã là 22KAE6 đây. Đấy, KAE6V kép. Đấy, điện áp thì 100V, 860W các bạn. Đây, tổng khối lượng ở trong nhà nó nặng lên 12 cân cơ mà. Rất là nặng luôn các bạn nhá. Đó, nghe này. Máy 9.000. Chạy thì nói chung là cực là gấu. Con này thì nó gấu ngang với bọn hàng VIP đấy. 22KAE6 đây, điện áp 100V đây. Ga dụng là 9 cân ga. 1 cân ga 9,8 410, tổng khối lượng ở ngoài trời là nặng 29 cân cơ mà. Nặng 29 cân, sử dụng ga 410. Đây này, dàn giếc đây. Ok các bác nhá. Con này nó sở hữu một cái dàn nóng màu xanh. Đây này, màu xanh. Đây các bác ơi. Đấy, sử dụng cái dàn nóng màu xanh nhá các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa. Đấy, sử dụng dàn nóng màu xanh. Con này còn full tính năng. Đây em sẽ view về cái dàn bên trong của nó. Đây các bác nhá. Đó, khá là đẹp. Kèm tiếp đây. Nhìn cái mã rất là dị luôn. Mã rất là hiếm nhá. Về lô thì rất là ít thấy những cái mã như này. Đó, hướng dẫn sử dụng rồi cho lưới nọc ra như thế nào. Hướng dẫn bằng tiếng Nhật, nói chung cũng khó đọc quá. Em cũng không đọc được. Nói thật các bác như vậy. Đây đây. Đó các bác nhá. Máy thì nói chung khá là to. Nhìn khá là to. Đây này. Máy 9.000 các bác nhá. Máy 9.000, hàng full tính năng. Con này có lưng nia rộn ràng, Eco Davi Lalo đầy đủ cả. Với giá là cực kỳ yêu thương các bác nhá. Với máy 9.000 này, em bán tất cả cho bác cái giá chỉ có 5,3 triệu thôi các bác nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, chỉ có 5,3 triệu thôi. Các bác đã sở hữu một con điều hòa Nhật bãi inverter tiết kiệm điện 2 chiều với cục nóng lạnh là khá là to lớn, chạy cực là gấu luôn. Con này nó thử các bác, nếu nó chạy phòng 15m2 cũng chạy được. Đây em thật. Vì cục nóng lạnh nó to lắm, đây là gì, nó to kinh khủng cái này cơ mà. Đây, to kinh khủng cái này. Cục mặt lạnh nó nặng 12 cân rồi, cục nóng nặng 29 cân. Đấy. Hàng này còn full tính năng, mã rất là dị, con mã là 22KAE6 đây. Đây 22KAE6. Nhìn cái mã lạ cực luôn đấy, em thấy cái mã lạ luôn. Đây. Mã rất là lạ nha các bác nhá. Đấy, mã rất là lạ. Đấy, full tính năng thì các bác biết nó chạy được gấu như nào rồi. Dàn thì dàn màu xanh. Dàn thì dàn màu xanh các bác nhá. Dàn nóng là dàn màu xanh. Đấy, với giá là chỉ có 5,3 triệu thôi. Các bác đã có điều khiển này, giá treo này. Tặng thêm cho bác 3 mét dây điện nha các bác nhá. Tặng thêm cho 3 mét dây điện, tôi có thấy ra kia. Tặng thêm cho các bác 3 mét dây điện các bác nhá. Đấy, dàn nóng màu xanh, sử dụng ga 410. Vẫn sử dụng điện 1 áp 100V. Đấy, các bác mua cục nguồn thì em bán cho các bác với giá là 350.000 thôi. Các bác nhá. Đây này, dàn nóng này. To kinh khủng luôn. Thôi máy 9.000 các bác nhá. Đấy thì bác nào mà các bác nào mà có cái phòng mà tầm 13-14m2 thì em nghĩ chạy cũng ok luôn. Đấy, chạy ok luôn. Giá chỉ có 5,3 triệu các bác nhá. Đấy, các bác cần inbox trực tiếp số điện thoại Zalo của em là 0961519122 các bác nhá. Đấy, đây thợ anh em cũng làm đây. Thợ bên này đang làm cho các bác 5-6 đơn nữa. Chưa xong, còn các bác Hà Nội thì các bác chờ em tầm 2-3 ngày nữa các bác nhá. Còn cái đơn mới view hôm qua thì em bán được 5-6 con thì cho anh bên kia anh đang dọn rồi. Thì chắc là ngày 1, ngày 2 đã xong. Thì em sẽ gửi cho tất cả các bác. Thôi nhá. Còn hôm nay thì em sẽ view tạm thời cho bác một cái mẫu này. Mẫu 9.000. Hợp với tất cả các phòng của Việt Nam mình. Rất là nhiều các bác phù hợp với căn phòng của mình. 13-14m2. Con này cũng nóng lạnh, nó to này. Nó chạy cực kỳ gấu các bác nhá. Cực kỳ gấu luôn. Đây các bác cần inbox cho em các bác nhá. Hôm nay em bán đều tặng dây điện. Điều khiển giá treo cho các bác luôn. Thôi nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác.